Xin kính chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông di chuyển ra phía biển, khiến khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục xuất hiện tình trạng mây dày, sương mù vào đêm và sáng sớm. Còn trưa chiều thì mây và sương giảm dần do trời có nắng nhẹ. Mức nhiệt trưa nay vào khoảng 24 cho tới 26 độ. Còn ở phía tây bắc thì trời nắng từ sớm, mức nhiệt cao 26 cho tới 28 độ, cảm giác ấm áp. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội đến trưa chiều nay thì trời sẽ quang đãng và hửng nắng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất vì thế sẽ tăng lên ngưỡng là 26 độ, độ ẩm vừa phải 80%. Về đêm thì trời cũng không còn quá rét nữa, mức nhiệt vào khoảng 19 cho tới 20 độ, thời tiết vô cùng lý tưởng cho các hoạt động du xuân của quý vị. Lùi xuống Trung Bộ, xu hướng thời tiết tốt cũng đang diễn ra trên toàn bộ khu vực. Trưa chiều nay thì khắp khu vực trời nắng đẹp trải đều. Mức nhiệt ở các tỉnh thành phía bắc của đèo Hải Vân trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Còn ở phía nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng xuống tới Bình Thuận, nắng từ sớm, mức nhiệt dao động từ 28 cho đến 31 độ. Không quá nóng, thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân của quý vị. Thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay bầu trời trong xanh, thoáng mát và nắng đẹp với mức nhiệt trưa nay vào khoảng là 28 độ. Về tối và đêm thì mức nhiệt giảm còn khoảng 23 độ. Quý vị thoải mái tận hưởng bầu không khí tuyệt vời những ngày đầu xuân này. Nơi nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh thành ở phía Nam. Trời nắng từ sớm khiến nền nhiệt trưa nay tăng nhanh. Ở các tỉnh vùng cao nguyên, mức nhiệt tăng lên mức từ 31 cho tới 33 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ thì trời oi bức và nóng, với mức nhiệt trưa chiều dao động từ 34 cho đến 35 độ, có nơi còn cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay thì nắng mạnh, nhiệt cao lên tới là 35 độ. Thực tế thì mức nhiệt ngoài trời còn cao hơn từ 2 đến 3 độ nữa, khiến gia tăng cảm giác nóng rát. Cùng với độ ẩm trong không khí chỉ khoảng 40%, nên quý vị sẽ cảm thấy oi bức hơn. Phải đến tối và đêm khi mà nắng tắt, nhiệt giảm thì không khí mới thoáng mát trở lại. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Thank you.